Xuân Vĩ xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Nhà đất Kiên Giang. Đây chính là vị trí của hẻm 218 đường Ngô Quyền thuộc phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá. Con hẻm có độ rộng 2m và khá là yên tĩnh. Và trong video clip này, mình xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một căn nhà với kết cấu là một trệt một gác gỗ, tọa lạc tại vị trí hẻm 218 đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Bảo. Căn nhà được thiết kế kiên cố chắc chắn và đã được hoàn công theo tiêu chuẩn nhà cấp 3. Ưu thế của căn nhà là nằm gần với vị trí đầu hẻm 218, cho nên cũng khá là thuận tiện về mặt giao thông. Căn nhà sẽ có hướng chính là hướng Tây Bắc và được thiết kế với một cái khoảng sân nằm ở phía bên trái, rộng rãi thoải mái, lên đến 2m, kết hợp luôn với cái phần đường chung. Khoảng 1m nữa là chúng ta sẽ có được 3m nha quý vị, rộng rãi thoải mái. Và cái đó sẽ là vị trí của căn nhà. Căn nhà kết cấu là một trệt một gác gỗ, hoàn công theo tiêu chuẩn nhà cấp 3. Và chúng ta sẽ có một cái khoảng sân phía trước đây nè, rộng rãi thoải mái luôn quý vị. Nói chung là cái không khí rất là mát mẻ, mặc dù hiện tại là đang vào gần giữa trưa rồi, khoảng hơn 10 giờ quý vị. Căn nhà được xây dựng trên một nền đất có diện tích ngang phía trước 7,5m, phía sau 7m, chiều dài lớn nhất là 24,6m, thổ cư 100% và cũng được hoàn công theo tiêu chuẩn nhà cấp 3. Ngoài căn nhà chính thì chủ nhà còn xây thêm 4 phòng trọ phía sau. Mình sẽ đi một vòng 4 phòng trọ cho quý vị xem nè. Đây là vị trí 4 phòng trọ để xây dựng ở phía sau nhà nè. Ban đầu thì chủ nhà họ tính là xây để cho thuê, kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên thực tế thì họ bỏ trống, không cho thuê nha. Cho nên quý vị nào mà mua nhà về thì có thể tận dụng để mình kinh doanh, kiếm thêm thu nhập. Đây là không gian bên trong một căn phòng trọ nè quý vị. Chúng ta sẽ có một khoảng không gian khoảng 14m² với chiều ngang là 3m và chiều dài là khoảng 4m rưỡi. Phía trên thì có chặng la phong. Nhìn chung thì căn phòng này cũng còn khá là mới, có máy lạnh luôn nè, rồi có một cái giường xi măng luôn nè, rất là tiện nha. Rồi có phòng vệ sinh được bố trí ở khu vực phía cuối luôn, phòng vệ sinh rộng rãi thoải mái. Cái này mà quý vị cho thuê tầm giá khoảng 1,2 triệu đến 1,5 triệu thì ngon lành luôn. Ngay tại khu vực trung tâm của thành phố mà, phường Vĩnh Bảo là một cái phường trung tâm có rất là nhiều tiện ích và rất là nhiều trực điểm. Ở đây thì chủ nhà họ thông hai phòng với nhau rồi để ở. Đây là căn phòng mà chủ nhà ở thưa quý vị. Đó. Họ cho con họ ở nè. Thì căn phòng này cũng rộng tương tự thôi, cũng là 14m². Đây chính là khu vực phần sân trước của căn nhà này quý vị. Chúng ta sẽ có một hàng ba rộng khoảng 1m2, rồi bên dưới có thêm một cái khoảng sân nữa. Cái sân này rộng cũng tầm khoảng 1m2 thôi. Và phần cửa nhà là cửa sắt, những cửa kéo, bên trong là cửa nhôm kết hợp với kính. Căn phòng được thiết kế với độ rộng hơn 3m, cụ thể là khoảng 3m3 đến 3m rưỡi, có những cái hệ cửa để lấy gió lấy sáng từ bên ngoài. Và thiết kế này thì mình thấy rất là phổ biến vào những cái thập niên 1990 1980. Cái nhà này thì kiên cố chắc chắn nha quý vị, có hoàn công đầy đủ luôn nha. Bên trái chúng ta sẽ có một hành lang dẫn đến vị trí các phòng cũng như là vị trí của phòng bếp. Bên phải sẽ là căn phòng ngủ đầu tiên với cửa phòng là cửa nhôm kính mờ. Bên trong là một khoảng không gian rộng khoảng 9m² với chiều ngang là 2m7 và chiều dài sẽ là 3m3. Tiếp đó chúng ta sẽ có một căn phòng bếp. Căn phòng bếp có độ rộng 3m và được bố trí hai căn phòng vệ sinh, một căn thì chuyên vệ sinh và một căn thì chuyên dùng để tắm giặt. Ở đây chúng ta sẽ có bệ rửa nè, kệ bếp nè và một cánh cửa hậu để dẫn ra khu vực phần sân nằm ở bên trái căn nhà. Và căn nhà cũng có phần gác gỗ, đây chính là cầu thang dẫn lên vị trí của phần gác nữa quý vị, cầu thang sắt. Đây chính là không gian của tầng gác nữa quý vị, gác gỗ nha. Và đây là vị trí cầu thang nè. Từ vị trí cầu thang lên chúng ta sẽ có các phòng ngủ thứ hai được bố trí ở khu vực phía cuối của tầng gác gỗ, mình gọi là tầng 1 đi. Đây 21m² với chiều ngang 3m và chiều dài 7m. Ở đây chúng ta sẽ có hệ cửa sổ để lấy gió lấy ánh sáng từ bên ngoài nè, hệ cửa rất là lớn luôn. Và căn phòng cũng có phòng vệ sinh được bố trí ở bên trong. Tiếp đó chúng ta sẽ có căn phòng ngủ thứ ba
Căn phòng này thì có cái diện tích bằng với căn phòng ngủ đầu tiên ở tầng trệt, tức là cũng khoảng 9 mét vuông với chiều ngang 2 mét 7 và chiều dài 3 mét 3. Và phía trước chúng ta sẽ có một căn phòng, có thể quý vị bố trí phòng ngủ cũng được nè, hoặc là thành phòng thờ hoặc là phòng sinh hoạt chung, tùy theo cái mục đích sử dụng của mình thôi. Đây thì chúng ta sẽ có những cái hệ cửa rất là lớn. Nhìn chung cái kiểu thiết kế này á, nó tận dụng đến ánh sáng tốt đó quý vị. Ánh sáng từ bên ngoài lúc nào cũng chiếu rọi vào nhà hết á. Và ở đây chúng ta có một cái lối để leo lên vị trí của phần mái nhà nữa nè. Và phía trước của tầng 1 chúng ta cũng sẽ có một ban công với độ rộng khoảng 1,5 m. Bước đây thì nó rất là thoáng luôn quý vị. Bởi vì căn nhà được xây cái trần rất là cao luôn nè. Rồi khu vực này được bảo vệ bằng lan can inox luôn, inox 304. Và từ đây chúng ta sẽ có thể quan sát xuống được vị trí của con hẻm 218 nằm ở phía trước căn nhà nữa quý vị. Và đây chính là vị trí của hướng Tây Bắc nha quý vị. Đó. Sẽ qua phòng mặt trước của tầng 1 quý vị xem nè. Như vậy là mình đã vừa dẫn quý vị và các bạn đi tham quan một vòng căn nhà tọa lạc tại vị trí hẻm 218 đường Ngô Quyền thuộc phường Nguyễn Bảo, thành phố Rạch Giá. Căn nhà với kết cấu là một trệt, một gác gỗ và có luôn 4 phòng trọ cho thuê được bố trí ở khu vực phía sau nhà. Căn nhà có hướng Tây Bắc và được xây dựng trên một nền đất có diện tích ngang phía trước 7,5 m, phía sau 7 m và chiều dài lớn nhất là 24,6 m. Thổ cư 100% và căn nhà cũng được hoàn công theo tiêu chuẩn nhà cấp 3, cho nên có thể nói là cực kỳ có giá trị. Ngoài ra thì căn nhà tọa lạc tại vị trí của phường Vĩnh Bảo, một cái phường trung tâm của thành phố Rạch Giá và có rất là nhiều tiện ích quan trọng từ trường học nè, y tế nè, giáo dục cho đến chợ, siêu thị vân vân, rất là nhiều cái tiện ích quan trọng. Và đặc biệt là căn nhà đang được chủ nhà chào bán với một mức giá phải nói là cực kỳ tốt luôn quý vị, chỉ 1,950 tỷ đồng thôi. Và tất nhiên mức giá này chủ nhà vẫn sẵn sàng thương lượng với những khách hàng nào có thiện chí muốn mua. Quý vị đừng quên số điện thoại liên hệ mình có ghi bên trong video clip. Quý vị nào quan tâm thì hãy nhấc máy lên và gọi ngay nhé. Video clip của mình đến đây xin được kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào các video clip tiếp theo.